Dạ, thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cũng được chú Tim ở bên Úc, chú về Việt Nam nè, chú cũng điện thoại cho Thủy, nhờ Thủy làm mấy ký kẹo kẹo miễn cầu. Thì hôm nay sáng hôm nay Thủy đi chợ mua được hai trái miễn cầu chín á. Bây giờ Thủy sẽ tiến hành làm kẹo miễn cầu, thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng làm kẹo miễn cầu với Thủy nha. Thì chú về được 2 tuần mấy rồi, chú nhờ Thủy làm để mà chú đi về bên nước Úc á, để mà tặng cho bạn bè người thân của chú để biết kẹo miễn cầu ở quê Việt Nam làm. Thì hai trái miễn cầu á, thì nãy thì cũng gọt một trái rồi, mà miễn cầu rất là ngon luôn. Thì Thủy sẽ lột vỏ ra rồi mình tách muối ra hết á. Rồi thôi Thủy sẽ cân rồi ướp đường rồi mình phơi nắng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ á. Rồi Thủy mới đem lên sên cho nó khô lại nha. Miễn cầu Thủy lột ra xong rồi á, bây giờ mình sẽ vắt nước cho nó hết cái chất nước này nè. Rồi mình cân coi bao nhiêu miễn cầu, Thủy sẽ cân đường đặng sên vô á, mình phơi nắng cho nó tan đường, mình sên cho nó lẹ tới nữa. Thủy cũng mới dắt rồi, xong rồi nè, Thủy cân lại được 2 ký. 2 ký thì Thủy cân 1 ký đường nè, để mình ướp vô luôn nha. Thì bây giờ sáng hôm nay cũng trời cũng đang nắng nè, Thủy ướp đường rồi mình bọc cái thau lại, mình đem cho phơi nắng khoảng chừng 2-3 tiếng á, để cho cái đường nó tan hết và cái nó thấm vô cái muối miễn cầu á, để cho nó trong lại, mình trên nó thì nó đẹp nữa. Đây, giờ Thủy sẽ bọc rồi xong, giờ Thủy sẽ đi phơi nha. Em mấy ngựa gà á, Thủy xào mức miễn cầu thì Thủy phơi cũng đã khô trong lại nè ông bà cô chú, thầy nhìn rất là đẹp không, và nó khô lại nó không có thơm nước á. Trời ngoài tháng này tháng nắng á, nên mình phơi nó tiện lắm, không có xào tinh bít nó lâu, mình xào nó bị đen á, bị cái màu nó ngã màu vàng, còn mình phơi nó như vậy thì nó màu trắng chứ nó không có ngã màu vàng á.
chị Thủy cũng có cắt mấy cái mũ mà sao gói kẹo á, mũ dính á, dính kẹo á, đặng mình cắt nhỏ nhỏ để mà mình gói. Giờ thì sẽ xe nha. Đây, được một viên kẹo nè. Bên đây thầy cũng có làm nửa bịch á. Thì trời nắng này mình làm tới đâu á, mình phơi tới đâu mình làm tới đó vậy đó. Mình gói kẹo này thì Thủy cũng có rửa tay sạch sẽ rồi. Thủy bao tay thì gói không có được đâu. Gói kẹo là bao tay là gói khó lắm. Nó dính dính vô cái mũ của mình á. Thủy gói nhỏ nhỏ thôi cho nó vừa miếng kẹo mình ăn thôi. Mình làm bự quá thì nó cắn cũng không ngon. Mình làm nhỏ vậy cái mình để trong miệng ăn luôn. Đây cô chú anh chị, hổm gà á Thủy làm kẹo mãng cầu cũng đã xong rồi nè. Thủy vô cái một cái túi như là nửa ký, hai túi là 1 ký. Thủy bán á là hai túi là 200.000, tại vì mãng cầu á cỡ này á mua cũng rất là mắc á, nên Thủy mua Thủy làm xong 1 ký như vậy rồi Thủy bán 200.000. Còn bên đây làm kẹo chuối nè, thì cũng làm bữa hổm xong rồi đó. Là 1 bịch gì nửa ký là 2 bịch 150, thì kẹo chuối thì rẻ hơn 50. Đây là ông bà cô chú nào có thấy Thủy làm á thì nhớ đặt hàng mua ủng hộ cho Thủy nha. Chúc Thủy bây giờ á thì Thủy sẽ đi anh Niền chở Thủy đi qua bên nhà chú để mà giao kẹo miễn cầu và kẹo chuối để cho chú sắp xếp để mà chú vô trong cái thùng để mà chú đi về bên nước Úc á. Thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thủy qua bên nhà chú nha. Đây có bảng hiệu Thủy Hương Dừa nè, ông bà cô chú thấy không? Giờ Thủy cũng đến nhà của chú Tim rồi. Dạ con chào chú ạ. À. Dạ chú khỏe không? Khỏe. Mời mời ngồi đi. Dạ đây là chú Tim ông bà cô chú. Thì con cũng có làm kẹo chuối, kẹo miễn cầu cũng đã xong rồi. Thì hôm nay con đem giao cho chú á. Dạ. Cái này là tổng cộng bao nhiêu ký vậy con? Dạ 7,5 ký chú. Dạ miễn cầu thì 4 ký, còn chuối thì 3,5 ký. Dạ chú giờ bển chú tặng cho người thân bạn Đợt bè hả này chú? nói chung là chú mua về đã tặng cho bạn bè, tại vì cũng có người ta mua ăn người ta nó ngon, thành thử ra chú cũng muốn mua chút ít để về làm quà cho bạn bè bển đó. Dạ Họ cũng nhờ chú mua giùm nữa, nhưng mà chú nói thôi để chú mua thì chú qua chú tặng thôi chứ dạ có nhiều đâu. dạ cũng như Chút là đỉnh chừng nào chú mới bay về bên Úc chú? 2 tây tháng 4 con, còn có mấy hôm nữa à, Dạ nay là 31 rồi, chủ nhật hả chú? nhật nhật chiều dạ chủ nhật thì
lên đường. Dạ thì con cũng không biết nói gì hơn, thì con chúc cho chú về bển được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha chú. Chú cũng cảm ơn tụi con nhiều ha, đã giống như cái phần quà vậy đó. Dạ. Bạn bè thì nhờ chú mua, nhưng mà chú nói để rồi biết tụi con làm nè. Dạ. Để thành nữ đặt qua bển tặng thôi chứ cũng không có gì. Miễn chú về bển thì chú tặng thì đa số thì chú cũng chừa lại một hai bịch chú ăn, Tất miễn nhiên rồi. chú ăn mà ngon đó chú nhớ đặt thêm cho cháu nha em chú. Ok, thế là mấy người đó ăn mấy người cũng có đặt à, tại vì ở bển đa phần mấy cô thích ăn đồ ngọt, chứ còn như tụi chú chỉ có dân nhậu thì cũng có mấy người ta cũng thích, rất là thích mua quà ở Bến Tre mình nè, chẳng hạn như kẹo dừa Thanh Long rồi đó. Mấy lần chú về thì chú cũng có mua tặng, như kỳ này về thôi để mua cái này thôi, Dạ. nhà làm coi nó đặng cũng giống như để giúp cho tụi con có thêm cái thu nhập vậy mà. Dạ con Chứ cảm ơn dễ, chú. dễ, đúng rồi. Thì anh chị em nào mà có muốn đặt hàng như Thủy Hương Dừa thì ở đây là tụi con đọc số điện thoại của tụi con đi cho khán giả người ta biết. Dạ điện số điện thoại con là 0948846226. Những cái thực phẩm ở nhà làm chứ không có Dạ. làm kiểu tay bằng truyền thống ấy, chứ không phải làm bằng công nghệ, hệ thống công nghệ. Dạ. Như là tụi con thì làm không có thực phẩm, như là không có hóa chất gì, làm là kiểu truyền thống hồi xưa mà. Dạ. Cái này hồi đó chú ở đây chưa đi vượt biên là chú cũng làm á. Dạ. Làm đủ thứ ra, bánh kẹo làm đủ thứ, nhà nói chung làm theo kiểu truyền thống hồi xưa. Thôi chú ơi cũng giỏi quá chú, như là chú đừng ông mà chú làm đó này có cũng rất gì là đó giỏi. Làm bà già bà làm nên thứ đó mình với lại mấy dì rồi đó. Dạ. Dì mấy cô rồi làm mình thử ra mình đàn ông thanh niên mình phụ để biết thôi chứ cũng. Dạ thì hôm nay con cũng cảm ơn chú, nói chung là chú Tim là yêu mến kênh Thủy Hương Dừa từ hồi đó giờ, chú rất là ủng hộ cho hai vợ chồng Thủy và bình luận bên dưới chú nhắc nhở hai vợ chồng Thủy rất là nhiều luôn, con cũng cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Không có gì đâu, tại vì nói chung ra thì giống mình đóng góp để cho cái kênh của tụi con ngày nó phát triển hơn, để mà kiếm thêm cái thu nhập để lo cho gia đình. Thì chú cũng mong rằng khán giả của Thủy Hương Dừa hãy nhân rộng ra để cho kênh của hai cháu nó được phát triển hơn thêm nữa. Thì tôi cũng đây tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả khán giả của Thủy Hương Dừa với anh Hiền. Cảm ơn quý vị rất là nhiều quan tâm và chia sẻ giúp cho cháu. Dạ cảm ơn chú. Để là chú gửi tiền lại cho con. Dạ dạ. Đi ha. Dạ. Thì một lần nữa thì cũng xin cảm đây là trước tiên là chú Thủy cảm ơn chú và chúc cô ở cô Thủy là vợ của chú được dồi dào sức khỏe, và con cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước đã hỗ trợ cho Thủy từ bấy lâu nay. Thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn và clip Thủy hôm nay đã đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thank you.